There goes my heart beating, 'cause you are the reason. About Time là một trong những bộ phim kinh điển của Anh Quốc. Đó là một bộ phim hài lãng mạn, nói về tình yêu đôi lứa, tình yêu gia đình. Câu chuyện kể về một chàng trai có khả năng đặc biệt đi ngược dòng thời gian, những người cố gắng theo đuổi quá khứ để cải thiện tương lai của mình theo chiều hướng tốt đẹp nhất. Hẳn trong chúng ta, khi xem xong những thước phim About Time đầy xúc động, ai cũng muốn được như chàng Tim Blake, nắm trong tay khả năng xoay chuyển thời gian để khiến hiện tại trở nên được như ý. Với những con chiên túc cầu như các bạn, nếu có thể điều khiển thời gian, bạn sẽ muốn làm gì? Chắc hẳn chúng ta có rất nhiều điều muốn làm. Nhưng có lẽ, với những người yêu mến Sergio Aguero, họ sẽ muốn trở về ngày 13 tháng 5 năm 2012 và dừng lại ở khoảnh khắc 93 phút 20. Để họ có thể lắng động, chứng kiến một chàng trai cởi phăng chiếc áo đấu và chạy ra các khán đài ăn mừng khi vẽ nên lịch sử. Vì mới đây thôi, chàng trai đó, huyền thoại của chúng ta đã giả nghệ. Chúng ta đang ở đây để nói về Sergio Aguero, một trong những huyền thoại vĩ đại trong lịch sử bóng đá. If I could turn back the clock, I'd make sure the light defeated the dark. I'd spend every hour of every day keeping you safe. Ngày 31 tháng 5 năm 2006 được xem là một ngày rất quan trọng của Atletico Madrid nói riêng và bóng đá châu Âu nói chung. Câu lạc bộ thành Madrid phá kỷ lục về chuyển nhượng 20 triệu euro để đem về một cầu thủ chỉ mới 18 tuổi. Còn châu Âu thì đón chào một sát thủ sau này làm khuynh đảo. Đó không ai khác là Ancun, Sergio Aguero. Theo như chia sẻ trên BBC, thuở nhỏ, Aguero thường được ông bà của mình đặc biệt danh là Kun, vì có nhiều điểm tương đồng từ mái tóc, tính cách giống nhân vật truyện tranh Nhật Bản tên là Kun. Tiền đạo sinh năm 1988 rất trân trọng với biệt hiệu trên, và khi theo nghiệp quần đùi áo số, anh quyết định đặt nó lên lưng áo của mình là Kun Aguero, chứ không phải là Kun Aguero hay Sergio Aguero. Cái tên đó thật dễ nhớ, dễ tiếp cận, tự như những cảm xúc bùng nổ anh mang đến khắp các sân bóng tráng lệ vào hàng tuần. Những người đầu tiên nhìn thấy cái tên Kun Aguero chắc chẳng ai khác ngoài những hậu vệ tại Tây Ban Nha. Bởi lẽ, họ chỉ biết đuổi theo đôi chân đầy nhanh nhẹn của anh. Họ cố tập trung theo kèm Aguero trên sân. Nhưng chỉ cần một tích tắc sơ sẩy, Ancun sẽ trừng phạt họ bằng những cú ra chân đầy dứt khoát và không kém phần hiểm hóc. Để rồi những hậu vệ tội nghiệp kia cuối cùng cũng thấy Aguero. Nhưng đó là lúc mà tiền đạo này đang chạy đi ăn mừng. Về chữ Kun đằng sau áo, khuất dần vào đám đông, đang reo hò đầy sống động. Aguero đã mang đến sự bùng nổ đó trong xuyên suốt sự nghiệp của anh, cùng với đó là sự bất lực của những ai theo kèm. Năm mùa bóng tại Atletico Madrid, Ancun đã đặt dấu ấn với 90 bàn thắng sau 208 trận đấu. Dưới lúc đó, Aguero còn chưa đến 25 tuổi. Thời điểm này, Aguero đã nổi danh khắp La Liga. Atletico Madrid sở hữu một viên ngọc bóng bẩy với chiếc áo số 10 trong thân hình nhỏ bé. Aguero chỉ cao 1m73. Anh không phải mẫu cầu thủ liên tục làm siết với trái bóng như Romario. Nhưng khi cần, Ancun vẫn biết cách rê dắt qua 4 năm hậu vệ để rồi tự mình làm cháy lưới đối phương. Đôi chân của Aguero như gắn một thiết bị tăng lực giúp tiền đạo người Argentina có thể tăng tốc bất ngờ và tung ra những cú sút khiến những người gác đền xuất sắc nhất phải run sợ. Người ta từng so sánh Aguero với Batistuta rằng tiếng gầm của anh vẫn vang lên đầy uy mãnh trên khắp các khán đài. Nhưng khác với vua sư tử, Ancun là một, là phiên bản duy nhất trong làng túc cầu giáo. Mùa 2009-2010, sau khi giành được chiếc vô địch Europa League cùng với Los Rojos Blancos, điện thoại của Aguero hãng phải sạc đầy pin liên tục vì nhận được quá nhiều cuộc gọi từ các câu lạc bộ hàng đầu. Roberto Mancini rất ghét Aguero. Ông muốn biến Aguero thành viên gạch trụ trong công cuộc xây dựng lại đế chế màu xanh trong tương lai. Bị thuyết phục bởi những điều đó, Aguero gật đầu gia nhập Man City. Tiền đạo người Argentina cập bến sân Etihad vào ngày 28 tháng 7 năm 2011
với mức phí 38 triệu bảng. Dẫu biết Aguero xuất sắc ra sao tại Atletico, song đó là số tiền chuyển nhượng không hề nhỏ vào thời điểm đó. Thế nhưng với các Citizens, số tiền đó để đổi lại họ có một trong những huyền thoại vĩ đại trong lịch sử đội bóng đã là quá hời. Và chắc hẳn nếu có cơ hội được chọn lại, họ vẫn sẽ chọn Aguero. Mùa 2011-2012, cả Premier League đã bị choáng ngợp bởi tiền đạo mặc áo số 16. Đúng vậy, đôi chân của Aguero ngay lập tức nóng máy khi vừa đặt chân đến Etihad lạnh giá. 20 bàn thắng, 3 kiến tạo sau 31 lần ra sân. Một con số quá đỗi ấn tượng với một cầu thủ vừa đặt chân đến đảo quốc sương mù. Quan trọng hơn cả, phong độ huyết diệt đó của Ancun đã mang về chức vô địch quốc nội cho Man City sau nhiều thập kỷ thăng trầm. Đó là năm kỷ niệm thứ 20 của Premier League, mùa giải đặc biệt của những khoảnh khắc đẹp nhất. Nhân vật chính trong khoảnh khắc phi phàm đó là Sergio Aguero. Ai có thể quên được thời điểm bình luận viên Martin Tyler gào to Aguero ở phút 93-20. Đó chính là Ancun chứ không ai khác. Man City cần 3 điểm để chạm tay vào vinh quang, và Aguero xuất hiện ở những tích tắc cuối. Anh tung cú đá cháy lưới khuyên bắc Rangers rồi cởi áo chạy khắp sân. Chẳng ai nhớ đến tỷ số 3-2 cho Man City cả, vì họ đang bận hòa reo vào ngọn lửa bất tận mà Aguero vừa thổi bùng. Man City vượt qua Man United để lên ngôi theo một kịch bản mà chỉ có trong những tựa phim như Fast and Furious. Đó là phút 93-20 giây. Chỉ 40 giây nữa thôi là Man City đã lỡ mất cơ hội ngàn vàng. Aguero không chấp nhận điều đó. Anh không chịu bỏ cuộc và biến thời gian chỉ là những con số. Bàn thắng của Aguero đã trở nên bất tử. Một bàn thắng quý hơn cả vàng. Thiên tài Aguero đã vẽ nên một khoảnh khắc đưa Man City trở thành nhà vua nước Anh. Một khoảnh khắc kỳ diệu mà nếu như các bạn được bước vào thế giới của About Time, chắc là ai cũng muốn sống lại cùng nó mãi mãi. Cùng chính nhờ bàn thắng thương hiệu đó, Aguero đã khơi nguồn cho kỷ nguyên thống trị màu xanh. Trước khi tiền đạo sinh năm 88 đến, Man City chỉ là những gã hàng xóm ồn ào. Và rồi, sau thời khắc 93 phút 20 giây, gần 10 năm về trước đó, Aguero như thế đã đặt lại trật tự mới không chỉ riêng về thành phố Manchester mà còn với cả nước Anh. Trong suốt một thập kỷ tung hoành ở Premier League, Aguero chính là vì sao sáng nhất trong một giải tinh tú. Sau chức vô địch ở mùa đầu tiên, Ancun còn giành thêm 4 chức vô địch khác. Không những vậy, biết bao kỷ lục lớn nhỏ đều trở nên dễ dàng dưới đôi chân của Aguero. Cụ thể, tiền đạo người Argentina là người ghi nhiều hat-trick nhất tại giải đấu cao nhất nước Anh với 12 lần, phá kỷ lục của Alan Shearer. Aguero không chỉ biết ghi bàn vào lưới các đội bóng nhỏ, anh còn thường xuyên hành hạ những ông lớn. 54 là số lần mà cựu tiền đạo Man City phá lưới như đội bóng thuộc Big Six, nhiều nhất trong lịch sử giải đấu. Aguero cũng vượt qua Thierry Henry trở thành cầu thủ ngoại quốc ghi nhiều bàn thắng nhất giải đấu với 184 bàn. Còn sau đó cũng giúp cho số 10 của Man City vượt qua số 10 của Man United, Wayne Rooney, trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho một câu lạc bộ. Phẩm chất sát thủ của Aguero còn ổn định đáng nể, khi anh cũng trở thành cầu thủ thứ hai sau Thierry Henry ghi được trên 20 bàn thắng trong 5 mùa giải liên tiếp. Đến lúc này, hẳn nhiều người đã cảm thấy choáng ngợp bởi tất cả những kỷ lục vô tiền khoáng hậu trên. Tất cả những điều đó chỉ nói lên một điều: Sergio Aguero là huyền thoại vĩ đại trong lịch sử Premier League. Thời gian từng là thứ mà Aguero chẳng màng bận tâm, nhưng rồi cũng chính thời gian là nguyên nhân gián tiếp khiến anh chẳng thể cứu vãn sự nghiệp. Cơ thể của Aguero xuống cấp, chấn thương nhiều hơn, và cùng với Covid-19 khiến những mùa giải cuối cùng của Aguero tại Man City trở nên ảm đạm. Tháng 5 mới đây, Ancun nói lời giã từ Man City để tìm kiếm thử thách mới ở tuổi 33. Tiếc là trong những ngày tháng cuối cùng, anh đã không hoàn thiện được tâm nguyện cháy bỏng cùng với đội bóng mà mình đã dành trọn cả thanh xuân, đó là chiếc vô địch Champions League. Aguero đã khóc khi chứng kiến nhà vua không phải là màu xanh của City. Những giọt nước mắt khiến cho các Citizens trở nên tiếc nuối hơn bao giờ hết. Trong phút chốc, họ bỗng quên đi nỗi buồn khi đội bóng vụt mất danh hiệu. Họ chỉ nghĩ đến Aguero, nghĩ đến huyền thoại của họ, về một ước mộng còn dang dở giữa đôi bên. Ancun rời nước Anh sau khi đã giúp Man City trở nên khổng lồ. Anh theo tiếng gọi của người bạn thân Messi. Song sau cùng, Aguero lại lạc lõng dưới Camp Nou. Trên hết, những chấn thương quá ác vẫn chưa buông tha Aguero. Các cú lê tưởng chừng như bàn thắng vào lưới của Real Madrid sẽ giúp họ đánh thức một con quái thú, nhưng tất cả đã không thể có một cái kết đẹp. Aguero gục xuống sân
vì rối loạn nhịp tim. Anh đã cố, đã nỗ lực, nhưng lần này thời gian là người chiến thắng. Aguero đã không còn đủ trẻ để có thể chiến thắng được căn bệnh. Một lời giải nhẹ vừa được đưa ra như một sự giải thoát khỏi những cơn đau của Aguero. Có lẽ ngày 20 tháng 11 với các Citizen, các Cule và cả những ai yêu mến Ancun chỉ là ngày buồn nhất. Cậu ấy là một chàng trai trẻ đầy cá tính, nhiệt huyết, biết lắng nghe và biết nói những lời chân thực. Aguero cũng rất biết cách khiến tôi phá ra cười khoái chí. Còn trên sân cỏ, Aguero là một tài năng, một người chinh phục bẩm sinh và chẳng bao giờ đầu hàng. Đó là những lời viết của Messi trong cuốn tự truyện Born to Rise của chính Aguero, tạm dịch, sinh ra để tỏa sáng. Phải, Aguero làm gì biết đến khái niệm bỏ cuộc cơ chứ? Trong suốt sự nghiệp, anh gặp biết bao chấn thương lớn nhỏ. Xong, mỗi khi trở lại, Aguero đều lại mang đến cho các cổ động viên sự hân hoan tột cùng. Bởi như cuốn tự truyện của mình, Aguero sinh ra là để tỏa sáng. Anh đích thực là huyền thoại của môn thể thao này. Aguero đã chiến thắng biết bao ca chấn thương, giành biết bao danh hiệu, những kỷ lục từ nhỏ đến lớn. Những gian dở về chiếc cúp Champions League chẳng thể làm vơi đi chút ánh sáng huy hoàng trong sự nghiệp Aguero. Một sự nghiệp đầy viên mãn dù không kém những thăng trầm. Giờ đây, ở tuổi 33, Ancun sẽ dừng lại. Hẳn nhiều người sẽ rất buồn, rất tiếc nuối vì phẩm chất của Aguero hoàn toàn giúp anh duy trì đỉnh cao thêm lâu hơn. Nhưng cuộc sống chẳng ai lường trước được chữ ngờ. Sergio Aguero, một người không bao giờ đầu hàng trước thời gian, đã chẳng thể nào chiến thắng được căn bệnh quái ác. Tuy nhiên, chúng ta cũng đừng buồn vì tiền đạo người Argentina không thể tiếp tục sự nghiệp. Thay vào đó, hãy vui vì anh đã đặt chân đến đây, đã đến với thế giới bóng đá đầy kỳ diệu và để lại những khoảnh khắc khó phai. Hãy để tiếng hò reo đầy phấn khích Aguero được vang vọng bất tận trong tâm trí của chúng ta, để khoảnh khắc 93 phút 20 giây năm nào cứ thế lắng đọng lại, để ta có thể sống cùng với Sergio Aguero và bóng đá thêm một lần nữa. À rồi, cũng phải dừng chân. Aguero đã rực cháy trong suốt sự nghiệp của mình. Đôi chân đỏ giờ đã thấm mệt, đã đến lúc nghỉ ngơi thôi. Cảm ơn đã đến và vẽ lên một thế giới bóng đá nhiệm màu. Một lời cuối: Happy Retirement, Ancun. It's been a long day without you, my friend. And I'll tell you all about it when I see you again. We've come a long way from where we began. Oh, I'll tell you all about it when I see you.